Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Princess Lifestyle 1-800-990-8319. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Bản tin tổng hợp chiều. Và bây giờ Lê Thái xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Hạ viện thông qua dự luật liên quan đến ngày 6 tháng 1. Ginni Thomas, vợ của thẩm phán tòa án tối cao phải ra điều trần. Tòa kháng án cho biết cuộc điều tra tội phạm nhắm vào ông Trump có thể sẽ tiếp tục. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư vừa qua đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 229-203, đại tu quy trình chứng nhận của Quốc hội cho các cuộc bầu cử tổng thống, vì đảng Dân Chủ hy vọng ngăn chặn loại hỗn loạn xảy ra sau đó vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, khi những người bạo loạn cố gắng tấn công vào tòa nhà nhằm lật đổ chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Quy trình hiện tại được quy định trong đạo luật về số phiếu bầu cử năm 1887, bị giám sát chặt chẽ sau khi hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Đảng Cộng Hòa, khi đó là cựu Tổng thống Donald Trump, đã xông vào Điện Capitol trong một nỗ lực chết người nhằm ngăn chặn việc chứng nhận, khi đó là do Phó Tổng thống Mike Pence đảm nhiệm. Bạo lực xảy ra sau khi ông Trump không chấp nhận kết quả bầu cử và tiếp tục cáo buộc rằng ông chỉ thua cuộc bầu cử do gian lận tràn lan. Các nhà lập pháp của cả hai đảng thừa nhận luật mơ hồ cần được cập nhật, nhưng dự luật của Hạ viện vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đảng viên của Cộng hòa tại Hạ viện. Những người cho rằng dự luật này đã đi quá xa. Thượng viện đang xem xét luật riêng của mình để cải cách đạo luật về số cử tri với một nhóm hội thảo để tranh luận và có thể sửa đổi phiên bản vào thứ Ba tuần tới. Ginni Thomas, vợ của tổng thẩm phán tòa án tối cao phải ra điều trần, thưa quý vị. Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ đang điều tra một vụ tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã đạt được thỏa thuận phỏng vấn bà Virginia Ginni Thomas, vợ của thẩm phán tòa án tối cao là Clarence Thomas trong những tuần tới. Bà là người đã bị cáo buộc ủng hộ Tổng thống Donald Trump về thuyết âm mưu kết quả bầu cử gian lận. Theo tờ Washington Post, Ủy ban Quốc hội đã thu thập được email giữa bà Ginni Thomas và luật sư là John Eastman, người đã từng khuyên cựu Tổng thống Donald Trump vào thời điểm đó, rằng Phó Tổng thống Mike Pence có thể sẽ ngăn cản sự chứng nhận chính thức của Quốc hội về việc Tổng thống Donald Trump sẽ thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo luật sư, bà Thomas rất mong muốn trả lời các câu hỏi của Ủy ban để làm sáng tỏ mọi quan niệm sai lầm về công việc của bà liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Một luật sư của Thomas cho biết, trước đây bà không có vai trò gì trong vụ tấn công vào ngày 6 tháng Giêng và chưa bao giờ thảo luận về một chiến lược tranh tụng bầu cử với Eastman. Bà Ginni theo đảng Cộng Hòa, người đã từng ủng hộ kế hoạch tìm cách lật ngược kết quả bầu cử. Và cũng trong phần tin Hoa Kỳ, tòa án cho biết cuộc điều tra tội phạm nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump có thể tiếp tục. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể tiếp tục xem xét các hồ sơ đã được phân loại do FBI thu giữ từ nhà của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida. Đó là tuyên bố từ một tòa phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết vào ngày thứ Tư vừa qua, giúp thúc đẩy cuộc điều tra hình sự xem liệu các hồ sơ có bị ông Trump sử dụng sai trái hoặc bị xâm phạm hay không. Tòa án phúc thẩm số 11 của Hoa Kỳ có trụ sở tại Atlanta, tiểu bang Georgia, đã chấp thuận yêu cầu của các công tố viên liên bang để chặn phán quyết của thẩm phán quận Arlene Cannon, cấm Bộ Tư pháp tiếp tục sử dụng các tài liệu cho đến khi có một trọng tài độc lập xem xét các tài liệu để loại bỏ bất kỳ điều gì có thể được coi là đặc quyền, và bị cấm đối với các nhà điều tra.
Tòa phúc thẩm cũng cho biết họ sẽ đồng ý đảo ngược một phần lệnh của tòa cấp dưới yêu cầu chính phủ giao các hồ sơ có đánh dấu phân loại để vị giám sát đặc biệt này xem xét. Các luật sư của Trump có thể là có khả năng yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi có đa số bảo thủ là 6/3, bao gồm 3 thẩm phán do ông chỉ định, can thiệp vào vấn đề này. Và một thông tin về thị trường nhà đất, thưa quý vị. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là Jerome Powell hôm ngày thứ Tư vừa qua cho biết, thị trường nhà đất ở Mỹ có thể sẽ trải qua một đợt điều chỉnh sau một thời gian tăng giá nóng đỏ khiến nhiều người Mỹ không thể sở hữu một căn nhà. Ông Powell nói tại một cuộc họp báo sau quyết định của Fed về việc tăng lãi suất chính sách thêm 75 điểm cơ bản, rằng có một sự mất cân bằng lớn với giá nhà ở đang tăng với tốc độ nhanh không bền vững. Về lâu dài, điều chúng ta cần là cung và cầu liên kết tốt hơn để giá nhà có mức tăng ở mức hợp lý, với tốc độ hợp lý và người dân cũng có thể mua nhà trở lại. Việc Fed tăng lãi suất trong năm nay đã có tác động lớn nhất đến lĩnh vực nhà ở, khiến doanh số bán hàng chậm lại và đưa giá xuống thấp hơn một chút. Ông Powell cho biết lạm phát sẽ vẫn ở mức cao trong một thời gian, và phân lời mua nhà hiện nay đã vượt quá là 6.3% cho món nợ 30 năm. California sẽ bắt đầu gửi khoản hoàn thuế vào ngày 7 tháng 10. Tiểu bang đã dành 9.5 tỷ Mỹ Kim từ ngân sách hàng năm cho các khoản thanh toán giảm lạm phát, bắt đầu được đề xuất như một khoản giảm giá khí đốt. Cơ quan lập pháp của tiểu bang và thống đốc Gavin Newsom đã giải quyết kế hoạch trả lại một số thặng dư ngân sách 98 tỷ Mỹ Kim cho những người dân đang phải vật lộn với giá cả tăng cao trong bối cảnh lạm phát cao kỷ lục. Các khoản thanh toán sẽ dao động từ 200 Mỹ Kim cho một số người có thu nhập cao đến 1.050 Mỹ Kim cho những người đã kết hôn, khai thuế chung. Tương tự như các chương trình thanh toán như là Golden State Stimulus liên quan đến đại dịch, người nhận phải là cư dân ở California và phải khai thuế để đủ điều kiện này. Tiểu bang cũng sẽ dựa trên các khoản thanh toán cứu trợ dựa trên tổng thu nhập đã điều chỉnh được tìm thấy trong các tờ khai thuế năm 2020. Người nhận sẽ nhận các khoản tiền gửi trực tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 7 cho đến tháng 10 đến ngày 14 tháng 11. Bảng hiệu Hollywood được sơn mới lại. Bảng hiệu mang tính biểu tượng của Hollywood đang được sơn lại để dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Việc sơn chín chữ cái, một biểu tượng nổi tiếng thế giới của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ, đã bắt đầu vào ngày thứ Tư vừa qua khi màu sắc hoàn hảo cuối cùng đã được đưa ra. Để hoàn tất bảng hiệu sẽ mất đến 400 gallon sơn và loại sơn lót chống rỉ đặc biệt được sử dụng này. 5 thợ sơn sẽ làm việc hàng ngày và sơn được cung cấp bởi nhà sản xuất có trụ sở tại Hoa Kỳ là Sherwin-Williams. Và việc sơn cũng được sắp xếp rất công phu, chỉ cần đến dàn giáo bắt đầu vào ngày thứ Hai với các thiết bị chuyên dụng cần thiết cho công việc phải được sắp tay qua một lối vào đặc biệt và sau đó thì xuống một đoạn dốc đứng và nguy hiểm. Hiện khu vực lên trên bảng hiệu này đã bị cấm và tấm biển ban đầu có chữ là Hollywoodland có thể ghi nhận sự phát triển khu vực nhà ở được thắp sáng lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1923. Việc sơn lại theo dự trù sẽ hoàn thành vào ngày 15 tháng 11. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần bản tin ngày hôm nay thì Đài Lido Sài Gòn TV có một thông báo xin gửi đến quý vị. Kính mời quý vị đến xem chương trình cải lương tại Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California vào ngày thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2022, tức là thứ Bảy sắp tới thưa quý vị, từ 5 giờ 30 phút chiều cho đến 9 giờ tối, do các nghệ sĩ sân khấu cổ nhạc tình quê phụ trách vào cửa miễn phí và chùa có thức ăn miễn phí. Và xin mời quý vị cùng tham gia và theo dõi thưa quý vị. Quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Đài Lido Sài Gòn TV. Sau phần quảng cáo sẽ là một điểm tin nổi bật với nhà báo Đinh Quang Anh Thái liên quan đến việc Tổng thống Zelensky công bố kế hoạch chấm dứt cuộc xâm lược của Nga. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp chiều vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin ngày hôm nay. Lê Thái một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai. Xin chúc quý vị có một buổi chiều thứ Năm thật bình an và hạnh phúc.